Đã 65 năm trôi qua, nhưng những ký ức về 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non cũng chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí của những người lính Điện Biên đang sinh sống tại Đồng Nai. Giờ đây, họ đều đã tuổi cao sức yếu, nhưng khi nhắc về kỷ niệm Điện Biên năm xưa, ánh mắt của những người lính Cụ Hồ vẫn sáng lên, ký ức lịch sử tuôn trào như vừa mới diễn ra. Cựu chiến binh Lê Thiếu Lan trực tiếp tham gia trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông là chính trị viên Trung đoàn Sơn Pháo 675 thuộc Đại đoàn 351, đơn vị trực tiếp tiêu diệt các trận địa pháo của địch. Đơn vị ông đã hành trình kéo pháo từ tỉnh Tuyên Quang lên Điện Biên, đi theo đường rừng dài hàng trăm cây số, vượt qua nhiều nguy hiểm với núi cao, vực sâu, bệnh tật, máy bay địch bắn phá. 65 năm trôi qua, nhưng những hình ảnh cùng đồng đội được lệnh hành quân kéo pháo vẫn in đậm trong tâm trí ông, người lính già nay đã bước sang tuổi 91. Ngay từ đầu hành quân tập kết đã là một cái vinh dự lớn rồi. Dắt đường, nhất là nhân dân, rồi dân công, lại là động viên giúp đỡ bộ đội rất ghê gớm. Cho nên là đi vào chiến dịch là cả một cái vui sướng và rất là hồ hởi phấn khởi của tuổi trẻ. Đặc biệt là sau khi tôi là cán bộ đại đội được biết là cái trận này là cái trận quyết chiến chiến lược của ta đây, sẽ kết thúc cuộc trường kỳ kháng chiến 9 năm của ta, cho nên lại càng háo hức và lại càng quyết tâm và càng phấn khởi để tham gia, để hoàn thành nhiệm vụ của mình từ đầu đến cuối, đi suốt thời gian và không gian của chiến dịch. Từng chiến đấu ở nhiều chiến trường khác nhau, nhưng những năm tháng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ cũng là những ký ức không thể nào phai đối với cựu chiến binh Lê Văn Mậu và cựu chiến binh Nguyễn Quốc Thi, hiện đang sinh sống tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai. 65 năm trôi qua, hai người lính già này vẫn cùng nhau ôn lại những ngày chiến đấu cuối cùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày đó, ai cũng hừng hực ý chí đánh thắng quân thù, dẫu cho muôn vàn gian khổ, ác liệt. Cái đoạn đèo như vậy là một, nó ở trên cái núi cao này, thì cái con đường nó ở giữa. Đó. Một trên là núi cao, một bên là vực thẳm. Cho nên khi nó ném vào đấy nó phá thì là đất rất mất nhiều, mà phải kè cẩn thận. Mà một trung đội là phải đi phá mìn để lấy đá hộc ấy, chuyển ra ngoài đường. Để cái chỗ nào, tất cả ba cái thứ đó là để chỗ nào thuận tiện nhất mà khi cần thiết lấy nhanh nhất, đó là chuẩn bị. Ngoài kia là cánh đồng Mường Thanh, bên đây là dãy Trường Sơn, thì như vậy là đi theo đường đó, hành quân tới một vị trí nào đó là bắt đầu tiếp tục đào công sự. Đào công sự là từ chỗ đó là có như ngày thì ngủ, đến thì đào công sự, đào đến đâu á thì đánh đến đó, đánh chắc ở chỗ đó. Đào đến đâu, ví dụ đồn địch nó ở đây thì như vậy đào từ ngoài kia đào vào, vào tới nơi là bắt đầu đánh. Cứ nhổ dân như vậy, nhổ đến khi mà vào đến trung tâm thì thôi. Đấy, như vậy là mấy tháng rồi. Với những người trở về, ký ức về một thời hoa lửa ở chiến trường Điện Biên Phủ sẽ mãi mãi trường tồn. Và mỗi khi nhắc đến chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu này, bất cứ người Việt Nam nào cũng tự hào, bất cứ bạn bè nào cũng nể phục.